chương cư xứ xa của Như Lai. Ngày lẫn đêm lòng thầy không quán ngại, đem Phật pháp sáng soi đời tâm tôi, tỏa hương từ cứu khổ khắp muôn đời. Núi cao gập ghềnh không ngăn bước chân giáo hóa lợi sinh, biển rộng sông dài không ngại vượt sóng đổ thế cứu nhân. Trời đông lạnh giá chẳng xa ra sương tìm phương sưởi ấm, đường xa vạn dặm vẫn chẳng ngược xuôi vì người quên thân. Nơi nào khó khăn ly chân thầy ban mưa pháp thâm nhuần nhân sinh, nơi nào đau khổ điều linh thầy mang an lạc kết tình thương yêu. Cả đời chỉ biết cho nhiều hoàng dương Phật pháp sớm chiều vị tha, độ sinh công đức hàng xa mỗi chân thầy bước nở hoa sen vàng. Chương tư xứ gia của Như Lai, ngày lẫn đêm lòng thầy không quán ngại, đem Phật pháp sáng soi đời tâm tôi, tỏa hương từ cứu khổ khắp muôn đời. Núi cao gập ghềnh không ngăn bước chân giáo hóa lợi sinh, biển rộng sông dài không ngại vượt sóng đổ thế cứu nhân. Trời đông lạnh giá chẳng xa ra sương tìm phương sưởi ấm, đường xa vạn dặm vẫn chẳng ngược xuôi vì người quên thân. Nơi nào khó khăn ly chân thầy ban mưa pháp thâm nhuần nhân sinh, nơi nào đau khổ điều linh thầy mang an lạc kết tình thương yêu. Cả đời chỉ biết cho nhiều hoàng dương Phật pháp sớm chiều vị tha, độ sinh công đức hàng xa mỗi chân thầy bước nở hoa sen vàng. Độ sinh công đức hàng xa mỗi chân thầy bước nở hoa sen vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng, ni sư, chư đại đức tăng ni và toàn thể các cấp lãnh đạo chính quyền. Hôm nay vào giờ phút này, chúng con xin được mạn phép thông qua chương trình hành lễ của buổi lễ đặt viên đá sáng hôm nay như sau: một, niệm Phật cầu gia hộ; hai, tuyên bố lý do giới thiệu thành phần tham dự; ba, diễn văn khai mạc; bốn là phát nguyện của Phật tử; năm là tặng hoa chúc mừng của chư tôn thiền đức và các ban ngành đoàn thể; sáu là tâm thư kêu gọi xây dựng của ban tổ chức và ký sổ vàng lưu niệm; bảy, thông qua phương danh Phật tử cúng dường xây dựng; tám là phát biểu của các cấp lãnh đạo chính quyền và đạo từ của hòa thượng chứng minh; 10 là nghi lễ đặt viên đá theo nghi thức Phật giáo có chương trình riêng. Chúng con xin được mạn phép thông qua cùng chư tôn thiền đức và toàn thể đồng bào Phật tử đồng liễu tri. A Di Đà Phật. Kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức. Vào giờ này, hồn thiên sông núi đã hội tụ về đây trong ánh hào quang của 10 phương chư Phật và trong màu quỳnh y rực rỡ giải thoát của quý ngài. Thể theo nghi thức truyền thống Phật giáo, vào giờ này chúng con thành tâm bái thỉnh quý ngài, hoan hỷ đồng khởi thân đứng lên và toàn thể mời các cấp lãnh đạo chính quyền chúng ta đồng khởi thân niệm danh hiệu Bổn Sư 3 lần cầu gia hộ. Và sau nghi thức niệm danh hiệu Bổn Sư là nghi thức chào quốc kỳ và nghi thức chào đạo kỳ. A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm bái thỉnh hòa thượng khởi niệm. Mô Bổn Sư Thích Ca
giờ này hồn thiên sông núi chư anh hùng liệt sĩ, những nghĩa sĩ đã tử vất vong thân cho nền độc lập tự do, vào giờ này xin hướng về quốc kỳ, quốc ca xin được phép bắt đầu. Để tưởng nhớ đến lịch đại tổ sư khai sơn tạo tự truyền giáo truyền giới, đạo ca xin được phép bắt đầu. Phật giáo Việt Nam thống nhất bắc nam trung. A Di Đà Phật, vào giờ này chúng con thành tâm cung thỉnh quý ngài an tọa và mời toàn thể các cấp lãnh đạo chính quyền và đồng bào Phật tử đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư ni sư, chư tôn thiền đức tăng, chư tôn thiền đức ni. Kính thưa các cấp lãnh đạo chính quyền, kính thưa toàn thể đồng bào, quý vị nam nữ Phật tử xa gần. Tâm nguyện muôn thở của người con Phật là hoằng pháp vi gia dụ, lời sanh vi sự nghiệp. Luôn luôn lấy vấn đề hoằng pháp độ sanh làm kim chỉ nam cho sự linh hoạt của mình. Đó là bản hoài của chư Phật và lịch đại tổ sư truyền thừa qua nhiều thế hệ. Từ đó phát xuất tinh thần cơ bản, bao mái chùa xuất hiện giữa dòng nhân thế, không ngoài mục đích cho con người tìm về chánh đạo, tu tâm dưỡng tánh, ngọ hầu xóa dần những hệ lụy thương đau của cuộc đời. Sự hiện hữu của ngôi chùa Phước Phú tại nơi đây cũng nhằm mục đích đã nêu trên. Hơn nữa, ngôi chùa là nơi dinh di dưỡng đời sống tâm linh cho người con Phật, là nơi thờ phượng ngôi Tam Bảo, đồng thời là một nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc giữa lòng nhân thế, tràn đầy tinh thần từ bi và trí tuệ của đạo Phật. Trải qua thời gian để hoàn thành tất cả hồ sơ cần thiết về việc thành lập cơ sở tôn giáo cho đến giấy phép xây dựng, nay chùa Phước Phú đã cơ bản hoàn thành. Đại đức trưởng ban tổ chức cùng như chư tôn đức tăng cùng Phật tử phát đại nguyện xây dựng ngôi chùa Phước Phú để trang nghiêm cảnh Phật, góp thêm một bông hoa tươi thắm vào vườn hoa đầy hương sắc của Phật giáo Việt Nam. Đó cũng chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, hôm nay lễ đặt đá chính thức cử hành, ban tổ chức chúng con vô cùng vui mừng, xen lẫn xúc động được cung nghinh chư tôn thiền đức và tiếp đón quý vị về tham dự. Trước hết cho chúng con thành kính giới thiệu hòa thượng trụ trì chùa Phước Sơn, ủy viên hội đồng tỉnh hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang, trưởng ban
trị sự Phật giáo, nguyện cây lạy A Di Đà Phật, chúng con thành tâm cung kính giới thiệu. Thượng tọa tọa chủ chùa Bửu Long, trưởng ban kiểm soát ban trị sự Phật giáo, nguyện cây lạy xin được giới thiệu. Thượng tọa tọa chủ chùa Vạn Linh, chúng con xin cung kính được giới thiệu. Và chúng con thành tâm cung kính giới thiệu Đại Đức là ân sư, là bổn sư của chúng con, tọa chủ chùa Kim Phước, chúng con xin được giới thiệu. Và chúng con xin được giới thiệu Đại Đức tọa chủ chùa Kim Cang, đạo hiệu Thích Chân Hậu, xin được cung kính giới thiệu. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức tọa chủ chùa Hương Long, đạo hiệu Thích Thiện Đạt, chúng con được cung kính giới thiệu. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức tọa chủ chùa Trần Tháp, đạo hiệu Thích Quảng Hiệp, là thư ký ban trị sự Phật giáo, huyện Cây Lậy, chúng con xin được giới thiệu. Và chúng con xin được giới thiệu Đại Đức tọa chủ chùa Long Hòa, phó ban thư ký huyện Cây Lậy, đạo hiệu Thích Minh Độ, chúng con xin được cung kính giới thiệu. Và chúng con xin được cung kính giới thiệu Chư Tôn Thiền Đức, trụ trì các tự viện, cũng có hiện diện mặt hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu chung. Về phía Chư Tôn Thiền Đức Ni, chúng con xin được cung kính Ni Sư Thích Nữ Long Chơn, trụ trì chùa Từ Ân, chúng con xin được cung kính giới thiệu. Chúng con xin được cung kính Ni Sư Thích Nữ Như Trang, trụ trì chùa Phật Bổ Ni, chúng con xin được cung kính giới thiệu. Và chúng con xin được cung kính giới thiệu Chư Tôn Thiền Đức Ni, trụ trì các tự viện, cũng về cũng nhận lời mời chúng con mà về đây tham dự buổi lễ A Di Đà Phật, chúng con xin được cung kính giới thiệu chung. Và rất lấy làm vinh dự cho đạo tràng chùa Phước Phú của chúng tôi sáng hôm nay được sự chiếu cố quan tâm và trở về đây. Trước hết chúng tôi giới thiệu sự vô cùng cao quý của bà Bùi Thị Mai, trưởng ban tôn giáo tỉnh Tiền Giang. Chúng tôi xin được giới thiệu ông Trần Văn Khuê, phó ban tôn giáo tỉnh Tiền Giang. Ông Dương Hoàng Bảo Ngọc, trưởng phòng nghiệp vụ ban tôn giáo tỉnh Tiền Giang. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Hoàng Kính, phó trưởng phòng BA88 công an tỉnh Tiền Giang, cùng các ông bà của đoàn. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Đoàn Bảo Ngoan, ủy viên ban thường vụ thị ủy, trưởng ban dân vận thị ủy huyện thị xã Cái Lầy. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Vũ, thị ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Cái Lầy. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Đức, thị ủy viên, ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã Cái Lậy. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Đức Dương, thị ủy viên, trưởng phòng nội vụ thị xã Cái Lậy. Chúng tôi xin được giới thiệu bà Quỳnh Thị Kim Thân, huyện ủy viên, chánh văn phòng huyện ủy, huyện Cái Lậy. Chúng tôi xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Nha, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú. Và người đã gắn bó cùng chúng tôi trong rất nhiều Phật sự công tác từ thiện tại địa phương, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Tuấn, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Phú. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Quỳnh Văn Túc, cán bộ địa chính xây dựng xã Tân Phú. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, hiện diện nơi đây có một người mà chúng tôi rất lấy làm cảm ơn và rất xúc động khi nhắc đến ông. Sở dĩ hôm nay chúng tôi có cơ hội để làm việc trên mảnh đất này, để đem giáo pháp truyền đạt lại cho toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng chùa Phước Phú ngày hôm nay, và trưởng giả cấp cô độc thời hiện đại, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Phú Sương và gia đình, người đã duyên khởi đầu tiên hiến cúng mảnh đất này để có ngôi chùa Phước Phú ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhiệt liệt một đàn pháo tay thật lớn và thật dài, thưa quý vị.
chúng tôi xin trân trọng cảm niệm và tri ân tấm lòng của toàn thể quý Phật tử đã đồng trở về đây tham dự trong buổi lễ ngày hôm nay. Chúng tôi xin được hoan hỷ giới thiệu chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngôi chùa Phước Phú được hình thành như thế nào trong địa phương thân thương này, trong thời gian qua và trong tương lai sự phát triển thế nào để góp phần vào đại cuộc chung. Vào giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Bổn Chánh trưởng ban tổ chức tuyên đọc diễn viên khai mạc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Cai Lệ. Kính bạch trên Chư Tôn Hiền Đức Tăng Ni Nhì Bồ Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa cùng toàn thể các cấp lãnh đạo chính quyền và đồng bào Phật tử. Lời nói đầu tiên, chúng con thành tâm ngưỡng vọng về Kim Phước Đường Thượng đê đầu đảnh lễ lịch đại tôn sư vô vàng tôn kính. Chúng con xin được đảnh lễ Thượng Tọa Ân Sư Thượng Nhuận Hạ Tâm, người đã chỉ lối đưa đường cho chúng con trên bước đường tu tập. Kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa, Ban Thường Trực, Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cai Lệ. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý vị quan khách và các cấp lãnh đạo chính viên, đồng bào Phật tử xa gần đồng quy tụ về chứng dự lễ đặt đá xây dựng chùa Phước Phú sáng hôm nay. Kính thưa cùng toàn thể liệt quý vị, hôm nay nhân duyên lành đạo pháp đặc biệt, nơi vùng đất thép Can Cường gắn liền với cuộc chiến hào hùng ấp Bắc thuộc vùng ven của thị xã Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang, trong bầu không khí thanh lương mát mẻ của mùa hạ thanh bình, một ngày mới lại bắt đầu trong ánh ban mai tràn đầy sức sống, chan gãy một năng lượng an lành ấm áp lan tỏa khắp muôn phương. Tất cả muôn loài vạn vật đang thức dậy tắm mình trong ánh triêu dương rực rỡ, được xông ớp một từ lực an lành đậm nhuần sinh khí vô lượng vô biên. Toàn thể nhân sinh vũ trụ đang tiếp nhận một niềm lành mang đến nguồn tinh an vui hạnh phúc trong ánh sáng trí tuệ từ bi của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư lịch đại tổ sư đồng quy tụ về nơi đây. Trước mắt vườn xuân một đóa hoa, linh sơn pháp hội hiện bày ra, nụ cười thầm lặng rền như sấm, chấn động ngàn sao nhịp sóng hòa. Quả thật như vậy, chúng con vô cùng diễm phúc được sự quan tâm chiếu cố của quý chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng Ni cùng các cấp lãnh đạo chính quyền và đồng bào Phật tử xa gần. Hôm nay đây, tất cả mọi người đồng quy tụ trở về đây để chứng dự cho lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi chùa Phước Phú. Sự chứng dự của quý ngài thật là một nguồn khích lệ lớn lao cho chúng con, và sự hiện diện của quý vị là niềm hân hoan vui mừng cho tất cả ban tổ chức chúng con. Ai đã đến như lời xưa hẹn ước, trái tim này xin dâng hiến trọn đời tu, vô lượng kiếp dìu nhau chung nhịp bước, vạn nẻo đường nhân thế mộng đầy vơi, cuộc hành trình lăn lóc mãi chưa ngôi, người còn khổ con còn đây chỉ nguyện. Kính bạch quý ngài, kính thưa cùng toàn thể quý vị, vào năm 2010, gia đình Phật tử Trần Phú Sương hiến cúng mảnh đất gần 3.000 m², đó cũng là duyên khởi cho sự hình thành ngôi chùa Phước Phú ngày hôm nay. Trải qua thời gian gần 4 năm trời miệt mài, có những lúc tưởng chừng như không thể, nhưng nhờ vào sự gia trì của chư Phật, Long Thần hộ pháp và đặc biệt là sự quan tâm của Hòa Thượng trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Cai Lệ, chư Tôn Đức trong ban thường trực ban trị sự và sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo chính quyền từ địa phương cho đến tỉnh, niềm vui như vỡ òa cảm xúc khi đầu tháng 4 âm lịch năm 2015, chúng con cũng như đồng bào Phật tử tại nơi đây vô cùng vui mừng đón nhận quyết định cho phép thành lập cơ sở tôn giáo mang tên gọi chùa Phước Phú. Sự kiện ấy như thổi một ngọn thiền vào lòng đất anh hùng nhưng chưa có tâm linh, như đem lại sự thanh lương mát mẻ cho mọi người, như nắng hạn lâu ngày gặp được cơn mưa rào bắt đầu ươm mầm sự sống, như trẻ thơ khát sữa trong chờ được mẹ mớm cho bầu sữa ấm. Mọi người rất vui mừng như được của báo, niềm vui là thế, nhưng trước mắt chúng con còn đó biết bao nhiêu là Phật sự. Thế rồi huynh đệ chúng con không kể ngày đêm miệt mài khuya sớm khai hoang khẩn đất sang lắp mặt bằng,
Dựng tạm những ngôi nhà tranh tre lá là những vật liệu thô sơ có sẵn tại địa phương để làm nơi thờ Phật và tu tập cho đại chúng. Trải qua hơn 2 tháng miệt mài với bao nhiêu tấm lòng của người con Phật cùng chung tay góp sức, vào ngày 19 tháng 6 âm lịch, chúng con vui mừng trang nghiêm cử hành lễ thượng bảng hiệu an vị Phật và khai mở đạo tràng cho Phật tử tại địa phương tu học. Kính bạch trên quý ngài, kính thưa cùng quý vị, huynh đệ chúng con có thể an phận thủ thường trong cảnh thiền môn đơn giản, nhưng với sự tu hành ngày một càng đông của quý Phật tử, đạo tràng tịnh độ hàng đêm từ 50 đến 70 Phật tử, riêng những ngày sám hối có khoảng từ 100 đến 150 Phật tử, lòng chúng con thật không an với cảnh chật người đông. Và được sự động viên khích lệ từ chư tôn thiền đức, chúng con đã tiến hành các thủ tục xin phép xây dựng một ngôi chùa đơn giản, làm nơi che nắng che mưa và có nơi rộng rãi hơn để sinh hoạt. Và được sự cho phép của chư tôn đức trong ban trị sự các cấp và sự hỗ trợ pháp lý từ các cấp chính quyền, chúng con đã có giấy phép xây dựng. Và hôm nay, ngày 26 tháng 2 năm Bính Thân, chúng con trang nghiêm cử hành lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi chùa Phước Phú. Vào giờ phút này, chúng con xin được mạng phép thay lời ban tổ chức tuyên bố khai mạc lễ đặt đá xây dựng chùa Phước Phú sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức, hòa cùng niềm vui chung trong buổi sáng hôm nay tại tịnh nghiệp đạo tràng chùa Phước Phú, chúng con vô cùng lấy làm vui mừng nhận được những lẵng hoa tươi thắm từ phía chư tôn thiền đức cũng như các cấp chính quyền. Vào giờ này, trước tiên chúng con xin được kính cung thỉnh Hòa Thượng Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo huyện Cai Lậy hoan hỷ trao lẵng hoa chúc mừng đến ban tổ chức chúng con. Chúng con thành tâm bái thỉnh Hòa Thượng. Chúng con thành tâm bái thỉnh Đại Đức Thích Nhuận Tâm hoan hỷ đại diện ban tổ chức lên nhận lẵng hoa tươi thắm từ Hòa Thượng Trưởng Ban. Và tiếp theo là lẵng hoa tươi thắm từ Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Tiền Giang. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Ban Trị Sự Phật Giáo huyện hoan hỷ nán lại để đại diện lẵng hoa tươi thắm từ Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Tiền Giang. Vào giờ này thì mời Đại Đức Thích Nhuận Tâm. A Di Đà Phật. Vào giờ này thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện ban tôn giáo tỉnh Tiền Giang lên tặng lẵng hoa chúc mừng. Chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện ban tôn giáo tỉnh Tiền Giang. Tôi vừa nhận thấy bà Bùi Thị Kim Mai, trưởng ban tôn giáo tỉnh, đại diện ban tôn giáo tỉnh trao lẵng hoa tươi thắm đến ban tổ chức. Và toàn thể Phật tử chúng ta nhiệt liệt cho một tràng pháo tay. Và tiếp theo sau đó là chúng tôi xin đại diện phòng BA Công an tỉnh Tiền Giang cũng có lẵng hoa chúc mừng đến chư tôn thiền đức. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn bà Bùi Thị Mai, trưởng phòng nội vụ tỉnh Tiền Giang. Để đón nhận phòng BA 88 Công an tỉnh Tiền Giang, chúng con thành tâm cung thỉnh Đại Đức Thích Nhuận Tâm, đại diện ban tổ chức sẽ đón nhận lẵng hoa tươi thắm từ phòng BA 88 Công an tỉnh Tiền Giang. Tiếp theo sau đó là chúng tôi xin mời đại diện Ủy ban Nhân dân thị xã Cai Lậy sẽ có lẵng hoa tươi thắm chúc mừng đến ban tổ chức. Và giờ này chúng tôi xin mời đại diện Ủy ban Nhân dân, chúng con thành tâm bái thỉnh Đại Đức Thích Nhuận Tâm hoan hỷ nán lại để đón nhận lẵng hoa từ Ủy ban Nhân dân. Và tiếp sau đó là ban Nhân dân thị ủy thị xã Cai Lậy, chúng tôi xin mời đại diện ban Nhân dân thị ủy thị xã Cai Lậy. Tiếp theo là chúng tôi mời phòng nội vụ thị xã Cai Lậy lên tặng lẵng hoa tươi thắm đến ban tổ chức chúng tôi. Và giờ này chúng con thành tâm kính mời Đại Đức Thích Nhuận Tâm một lần nữa trở lại để đón nhận lẵng hoa tươi thắm từ phòng nội vụ thị xã Cai Lậy. Và tiếp theo là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Cai Lậy. A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị, trong buổi sáng hôm nay ban tổ chức chúng tôi đón nhận rất nhiều những tình cảm phía các ban ngành đoàn thể cũng như quý Phật tử. Nhưng vì thời lượng chương trình có giới hạn,
cho nên chúng tôi xin được mạn phép ghi nhận và coi đó là một hành động khắc cốt ghi tâm của ban tổ chức chúng tôi đối với quý vị. Nhưng mà hôm nay vì thời lượng rất ngắn cho nên chúng tôi xin được mạn phép thông qua. A Di Đà Phật. Kính bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị trở về tham dự trong buổi lễ ngày hôm nay. Mỗi viên đá đặt trong xó bếp phải mãi vẫn là vật vô tri, nhưng nhiều viên gạch có thể góp lên tòa đại điện và ngôi chùa Phước Phú có được thành tựu như sở nguyện của tất cả mọi người hôm nay không? Đó là nhờ vào sự phát tâm hỷ cúng của toàn thể quý Phật tử. Và giờ này chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện Phật tử Diệu Hà, là cũng là người đại diện trong gia đình, có đôi lời phát nguyện của Phật tử. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng kính mời Phật tử Diệu Hà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa cùng thể toàn thể quý vị quan khách và đồng bào Phật tử. Chúng con kính nghe Phật Pháp xưng minh do Tăng Ni Hoằng Hóa Thiền Môn Nghiêm Tịnh bởi đàn Việt phát tâm. Sự xuất hiện của ngôi chùa Phước Phú tại địa phương xã Tân Phú là một niềm vui to lớn đối với tất cả hàng Phật tử chúng con. Chùa Phước Phú được dựng lên cách đây gần một năm bằng những vật liệu thô sơ, vách lá, nhà tranh, cho chư tăng và Phật tử trở về nương tựa tu học. Thêm vào đó, xây một ngôi chùa là bớt một nhà lao, thêm một người học Phật là bớt đi một kẻ phạm tội. Vì thế chùa chính là nơi nương tựa tinh thần cho tất cả mọi người quay về tu tâm dưỡng tánh, quy hướng đạo đức, xoa dịu và xóa đi nỗi niềm đau của cuộc đời. Xuất phát từ tâm nguyện thiết tha đó, với mong ngôi chùa sớm được thành tựu và đưa vào sinh hoạt trong thời gian sớm nhất, nay chúng con đại diện cho Phật tử tại đạo tràng chùa Phước Phú phát nguyện sẽ luôn đồng hành cùng với thầy chúng con và sẽ hỗ trợ hết khả năng mình có thể để ngôi chùa sớm được thành tựu, có nơi tu tập cho tăng ni và Phật tử gần xa. Kính nguyện mười phương chư Phật gia hộ, kính đảnh lễ chư tôn đức chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Vào giờ này thì mời đại đức Thích Bổn Chánh, trưởng ban tổ chức, ra đón nhận những phần quà của Phật tử hiến cúng ngày hôm nay. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Vào giờ này mời toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay chung. A Di Đà Phật. Phật xin được mạn phép đại diện cho trong ban tổ chức xin thành tâm cảm niệm tri ân gia đình Phật tử Trần Phú Sương và cũng như là đại diện Phật tử Diệu Hà. Tổng số tiền của gia đình hiến cúng ngày hôm nay sơ được sự chúng tôi biết được đó là 50 triệu đồng. Xin toàn thể quý Phật tử cho một đàn pháo tay. Kính bạch trên Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni, trong buổi lễ ngày hôm nay chúng con cũng nhận rất nhiều tình cảm cũng như là phẩm vật cúng dường từ Chư Tôn Thiện Đức. Chúng tôi xin được mạn phép thông qua sơ lược những danh sách cúng dường trong buổi lễ ngày hôm nay. Có một nhà hàng ở thành phố Mỹ Tho ở Trung Lương cũng đã phát tâm cúng dường cho chúng tôi. Số tịnh tài là 100 triệu đồng, nhưng cúng dường ba la mật. Xin toàn thể quý vị cho một đàn pháo tay thật lớn. Và chúng tôi nhận được sự phát tâm cúng dường từ cửa hàng Nhôm Kiến Văn Nhãn ở xã Cẩm Sơn là số tiền quy thành xi măng là 100 bao xi măng. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn. Và có một sự tuy rằng cách nhau nghìn trùng địa lý nhưng lúc nào họ cũng hướng lòng về quê hương và đặc biệt là trên mảnh đất thân thương nơi đã diễn ra những cuộc chiến hào hùng để lại bao nhiêu tang thương và mất mát, để rồi hôm nay nhân dân và đồng bào tại nơi đây đang chúng ta đang trên bước đường phát triển quê hương mới. Chính vì vậy cho nên khi hay tin chúng tôi phát tâm xây dựng một ngôi chùa tại quê hương này thì cũng có một Phật tử tại Australia cũng đã gửi đến chúng tôi với số lượng là 1.000 bao xi măng. Chúng tôi xin được giới thiệu và chúng tôi xin thành tâm cảm ơn Phật tử. Buổi lễ ngày hôm nay chúng con nhận rất là nhiều từ tấm lòng Chư Tôn Thiền Đức, nhưng vì thời lượng chương trình hôm nay chúng con không có nhiều cho nên chúng con xin được mạn phép thông qua. Và giờ này chúng con xin được ý kiến chỉ đạo từ Hòa Thượng trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Cai Lậy hoan hỷ chuyển lời của Hòa Thượng.
trưởng ban. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni và cùng quý vị khách quý và cùng nam nữ Phật tử, thật là quý quá thay, ngôi chùa Phước Phú ngày hôm nay được là đặt viên đá đầu tiên để rồi xây dựng ngôi Tam Bảo. Đó là tất nhiên là cảm niệm công đức các cấp chính quyền để rồi cũng hỗ trợ cho Ban Trị sự Phật giáo làm tròn trách nhiệm của mình để rồi cho quý nam nữ Phật tử và quý chư tôn đức có chỗ trang nghiêm thờ cúng. Đó là cái quý của quý vị đã hỗ trợ hết tinh thần. Sau cùng thì tôi cũng cảm niệm công đức các vị Phật tử xa rần để ủng hộ ngôi chùa Phú Phú sớm hoàn thành cho khang trang sớm hơn. Và tôi cũng mong mỏi rằng quý vị nhín ăn bớt mặt hỗ trợ cho ngôi chùa Phú Phú được hoàn tất sớm. Tôi nguyện hồng ân Tam Bảo mười phương gia hộ cho quý chư vị được mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe và gia đình được an khang thịnh vượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm cảm tạ đôi lời phát biểu từ Hòa thượng trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Cai Lệ, và giờ này chúng con muốn lắng lòng được nghe lời chỉ dạy sâu sắc từ đại đức ân sư của chúng con, đó là Thượng Nhuận Hà Tâm. Chúng con thành tâm bái thỉnh thầy có đôi lời trong buổi lễ ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trưởng ban trị sự huyện Cai Lệ, kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni sư chôn chư thức tôn thiện đức ni, kính thưa các cấp lãnh đạo chính quyền từ tỉnh đến huyện thị xã, kính thưa toàn thể đồng bào Phật tử, hôm nay chúng tôi được vinh dự đại đức Thích Bổn Chánh trưởng ban tổ chức của buổi lễ đặt đá hôm nay. Thay mặt toàn thể chư tăng nơi bổn tự chùa Kim Phước, chúng con cũng thách nắm tơ hương nguyện cầu Tam Bảo gia hộ chư tôn thiền đức tông ban trị sự tỉnh huyện xã được an khang sức khỏe, và kính chúc toàn thể các cấp lãnh đạo chính quyền từ tỉnh đến huyện thị xã cũng được vạn sự an lành trên bước đường, nghĩa là chăm lo cho tất cả đồng bào Phật tử xã Tân Phú này. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay được sự mời của ban tổ chức, quý vị trở về đây để tạo điều kiện cho ngôi chùa, thì chúng tôi cũng nhớ lời của Đức Phật dạy, khi được truyền trao giáo pháp của từ chư Đức Phật Thích Ca cho hàng tăng ni được giữ gìn cái chính pháp tồn tại hôm nay, và những cái thiền môn được trang nghiêm thanh tịnh để cho Phật tử về tu học, thì đó là một cái khích lệ lớn của hàng Phật tử tại gia. Thì thay mặt cho ban tổ chức cũng như ân sư của Thích Bổn Chánh, xin có lời khuyến khích quý vị đến đây để tạo duyên cho được ngôi Tam Bảo này được hoàn thành, và cũng xin khích lệ cho thầy Bổn Chánh gắng cố gắng làm sao dâng lời cũng như các cấp lãnh đạo của ban trị sự, các cấp lãnh đạo của chính quyền, và khích lệ cho hàng Phật tử nơi đây có nơi được an tâm tu học. Một lần nữa xin cảm điểm công đức và tri ân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là đôi lời sách tấn của đại đức ân sư của chúng con. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa các cấp lãnh đạo chính quyền và đồng bào Phật tử, buổi lễ chính thức đặt đá chùa Phước Phú đến đây đã thành tựu như sở nguyện. Thay mặt ban tổ chức, trước hết chúng con đảnh lễ tri ân sự hiện diện chứng minh của chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Trước đạo tình cao cả của quý ngài, chúng con kính nguyện cầu chư tôn đức pháp thể khinh an cụ trụ Ta Bà để làm bóng cây đại thụ cho hàng hậu học nương nhờ đức độ tiến tu trên bước đường đạo nghiệp. Chúng tôi tri ân quý cấp lãnh đạo chính quyền, các ban ngành đoàn thể đã đến đây tham dự. Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe để phục vụ tổ quốc và nhân dân, chân thành ghi nhận công đức toàn thể Phật tử xa gần đã về tham dự và hỗ trợ cho Phật sự trọng đại này được thành tựu như sở nguyện. Cầu nguyện hồng ân chư Phật gia hộ cho quý vị và gia đình luôn được an khang thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc.
kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa cùng toàn thể liệt quý vị. Trong quá trình hình thành và tồn tại cho đến hôm nay lễ đặt đá đại trùng tu, chư tăng chúng con và Phật tử chúng con đạo tràng chùa Phú Phú luôn luôn trân trọng khắc cốt ghi tâm đạo tình và nghĩa tình mà chư tôn đức và quý vị đã dành ban tặng cho chúng con, và chúng con xin hứa nỗ lực hết mình để cho ngôi chùa sớm hoàn thành, góp phần tô đẹp cho ngôi nhà Phật giáo Việt Nam trên bước đường hoằng dương chánh pháp cứu khổ độ sanh. Mặc dù ban tổ chức chúng con đã cố gắng hết sức nhưng không thể nào tránh được nhiều thiếu sót bất cập, ngưỡng mong trên quý ngài vì lòng từ bi sẵn có niệm tình hoan hỷ Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Tát Đại chứng minh. Và trước khi buổi lễ kết thúc hôm nay, chúng tôi cũng xin mạn phép có đôi lời cảm tạ đến toàn thể quý Phật tử đã trở về đây đồng tham dự buổi lễ và đã phát tâm hỷ cúng trong buổi lễ ngày hôm nay. Và vào giờ này là nghi thức đặt viên đá. Chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể các cấp lãnh đạo chính quyền hoan hỷ chúng ta vào bên trong khách đường để dùng thiền trà cùng ban tổ chức chúng tôi, và chúng con thành tâm bái thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni hoan hỷ quang lâm về nơi vị trí chúng con đã ấn định sẵn để tiến hành nghi thức đặt viên đá và cầu nguyện cho Phật sự ngày hôm nay được thành tựu như sở nguyện. A Di Đà Phật, chúng con thành tâm cung thỉnh quý ngài. Tọa đạo tràng Ta Bà giáo chủ điều ngự bổn sư Từ Phụ Thích Ca Như Lai Tát Đại chứng minh. Nam Mô Tây Thiên Tiền Tứ Thất Kế Đông Độ Việt Nam Lịch Đại Tổ Sư Tát Đại chứng minh. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phủng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, nguyện trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ tâm Bồ Đề kiên cố trí tu học vững bền, xa bể khổ nguồn mê chóng quê về bờ giác. Từ thời Nam Diêm Phù Đề Cộng Hòa Xuân Nghĩa Việt Nam Quốc, Tiền Giang tỉnh thị xã Cai Lệ, Tân Phú xã Tân Hiệp ấp thôn cư Phúc Phú Tự, hôm nay chúng con xuất gia như tại gia phát Bồ Đề Tâm, khởi công đặt đá đầu tiên, nguyện mười phương chư Phật chư lịch đại tổ sư quan giáng đạo tràng chứng minh công đức. Nam Mô Hương Cúng Dường Vô Lượng Thập Phương Phật, Mô Hương Cúng Dường Vô Lượng Thập Phương Pháp, Mô Hương Cúng Dường Vô Lượng Thập Phương Hiền Thánh Tăng. Chi Tam Đành Lễ Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Hóa Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật Đà Gia Tôn. Chi Tam Đành Lễ Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Hóa Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Đạt Ma Tạng. Chư Tam Đành Lễ Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Hóa Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Tăng Và Chúng Chung Tôn. Dương chi tịnh thị biên sai tam thiên tánh thông bát đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng viên diệt tội tiểu khiên Hoa Hồng Liên Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Nam Mô Địa Bồ Tát Bồ Tát Liễu Đầu Cam Lồ Thị Năng Linh Nhất Đức Biến Thập Phương Tịnh Chiền Câu Quế Tận Quyên Tự Lệnh Thử Đàn Tràng Tất Giái Thanh Tịnh Giáo Hữu Mật Ngôn Cẩn Đường Tỳ Chú Nam Mô Đại Bi Hội Thượng. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Hòa Tạc Thiện Thu Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam Mô Hắc Ra Đạt Na Đa Bồ Đề Tạc Đo Bà Gia Ma Ha Tạc Đo Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia An Tạc Bàn Ra Phạt Về Số Đát Na Đạt To Nam Mô Tất Kiên Lực Lợi Mong Thờ Phật Ra Lăng Đa Ba Nam Mô Na Ra Cân Trì Hê Ri Ma Ha Bàn Đa Sa Mê Tạc Bà A Tha Đầu Vô Bàn A Thề Dương Tạc Bà Tạc Đa Na Ma Ba Gia Đạt đầu đạt đi ta bà lô hê lô ca đê mà bồ đề đạt đo đạt ba đạt ba ma ra ma hê đi đà dựng gâu lô yết mong đô lô
Ma 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 ra một đế lầy di hệ thật na ra sam phật ra xa lời phật xa phật sam phật ra xa gia hồ lô ma ra hồ lô ê đi ta ra đồ đồ tô đồ bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà gia di đế rì gia na ra cân rì địa rì sắc ni na ba gia ma na ta ba ha tất đà gia ta ba ha ma ha tất đà gia ta ba ha tất đà gia ta ba ha na ra cân rì ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tất ra tăng na một cái gia ta ba ta bà ma ha tất đa dạ ta bà ha dạ kiết ra tất đa dạ ta bà ha ma đà ma yết na ra cần trì bà ra dạ ta bà ha ma ba lợi thân yết ra dạ ta bà ha nam mô hát ra đáp na bà lô kiết đê thuộc bàn ga dạ ta bà ha an tân điện đô thà dạ ta bà ha an tân điện đô mạng đá ga bạc thà dạ ta bà ha an tân ga bạc thà dạ ta bà ha Hơn 2000 năm đã qua, do lòng từ mẫn Thế Tôn ra đời, chúng sanh vạn loại khắp nơi từ bi hy xá thánh thơi nhẹ nhàng, thế giới tình lạc bình an, chi niệm ân đức vô vàn Thế Tôn. Phật giáo Việt Nam trường tồn, dựng xây đất nước mãi còn thơm hương. Lý Thái Tông đã mở đường, Thăng Long thành cố các tường vạn ơn. Trần Nhân Tông vị anh quân, giữ nước dựng nước tiến dần vào Nam. Ngộ Phật Lý thành Phật Hoàng, Việt Nam Phật giáo muôn ngàn thiết thân. Là dân Việt lòng tri ân, Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang. Ngàn năm đã qua, do lòng từ mẫn Thế Tôn ra đời, chúng sanh vạn loại khắp nơi từ bi hy xá thánh thơi nhẹ nhàng, thế giới tình lạc bình an, chi niệm ân đức vô vàn Thế Tôn. Phật giáo Việt Nam trường tồn, dựng xây đất nước mãi còn thơm hương. Trần Nhân
thần tông vị anh quân, giữ nước dựng nước tiến dần vào Nam. Ngộ Phật lý thanh Phật hoàng, Việt Nam Phật giáo muôn ngàn thiết thân. Là dân Việt lòng tri ân, Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang. Lý Thái Tổ đã mở đường, Thăng Long thành cố cát tường vạn ơn. Trần Nhân Tông vị anh quân, giữ nước dựng nước tiến dần vào Nam. Ngộ Phật lý thanh Phật hoàng, Việt Nam Phật giáo muôn ngàn thiết thân. Là dân Việt lòng tri ân, Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang. Là dân Việt lòng tri ân, Việt Nam Phật giáo sáng ngời.